Chào mừng các bạn đến với Mangan Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục Bình luận chương, nơi chúng ta hãy cùng bàn luận về những nội dung mới nhất có trong các series manga đặc sắc. Trong video ngày hôm nay, manga mà mình muốn đưa đến cho các bạn là My Hero Academia. Video bàn luận này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi spoiler. Và nếu các bạn là fan của anime và không muốn bị tiết lộ những thông tin mới nhất thì hãy dừng ngay video này lại. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Chương mới của chúng ta có tên là Flames, tạm dịch là ngọn lửa. Chương này bắt đầu với hình ảnh anh cảnh sát khỉ đột đi đến phòng giam của bác sĩ Garaki. Ông ta đang tự nói chuyện với chính mình, nói rằng có phải trận chiến giữa hai phe thiện ác đã nổ ra rồi đúng không? Mặc dù anh cảnh sát không phản hồi lại gì, nhưng qua việc những sĩ quan không có mặt tại đây như mọi khi thì kẻ thông thái như tên bác sĩ này hẳn cũng sẽ đoán ra được. Hắn nói rằng bọn chúng đã mất một thời gian dài tìm những hạt giống để gieo trồng, chỉ chờ đến khoảnh khắc của ngày hôm nay mà thôi. Những hạt giống nuôi dưỡng lòng căm thù xã hội và có thể trở thành vật chứa cho All for One. Và Dabi cũng là một trong những người có khả năng trở thành vật chứa. Và trong lúc Dabi và Soto giáp mặt nhau thì phần hồi tưởng cũng được bắt đầu. Quay trở lại với thời điểm 11 năm trước, khi mà Toya đang bị thiêu cháy trên núi Sekoto, cậu gào lên trong tuyệt vọng rằng cậu không muốn chết mà vẫn muốn cho Endeavor thấy khả năng của cậu. Khi Toya cháy rụi và nằm dưới đất, một người đàn ông mặc vest và đội mũ với dáng người dường như là rất giống với tên All for One xuất hiện từ ngọn lửa và tới cứu cậu nhóc đang chìm trong ngọn lửa xanh. Một thời gian sau, Toya đứng dậy khỏi giường của mình trong một cơ sở bí ẩn, xung quanh là khá nhiều đồ trang trí dành cho trẻ em. Cậu không biết mình đang ở đâu và cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn sống sau thảm kịch vừa rồi. Ngay sau khi cậu tỉnh dậy, một số đứa trẻ nhìn thấy cậu đã tỉnh và trở nên phấn khích, nói rằng cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy sau khi ngủ suốt 3 năm. Khi Toya cố gắng nói điều gì đó, cậu nhận thấy rằng giọng nói của mình khác hẳn. Bọn trẻ gọi cậu là anh say ngủ và nói rằng cậu đã ngủ trong suốt 3 năm trời. Trong khi đó, Toya thì vẫn cứ ngỡ như là mọi chuyện đã xảy ra như từ hôm qua vậy. Rồi một cô nhóc đi gọi bác sĩ và một nhân vật kỳ dị có khuôn mặt của hoa hướng dương xuất hiện. Toya yêu cầu ông ta để cậu ra ngoài và tên bác sĩ từ chối, nói rằng từ bây giờ cậu sẽ sống ở đó với gia đình mới của mình và những đứa trẻ ở trung tâm này sẽ là thành viên mới trong gia đình của cậu. Cậu không thể chấp nhận điều này bởi vì Toya đã nói nhiều điều khủng khiếp với gia đình mình và cha cậu hẳn phải lo lắng cho cậu. Lý do mà ông ta chưa tìm tới đây có thể là vì Endeavor đã quá bận rộn với công việc anh hùng và không có thời gian cho việc này, cậu đã tự nhủ với bản thân điều ấy. Ngay sau đó, một giọng nói phát ra từ màn hình và thông báo cho Toya rằng chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Cơ thể của cậu dường như đã cháy không còn một thứ gì và vì việc phục hồi cơ thể của cậu là quá khó, những phần còn thiếu của cơ thể cậu đã được vá lại bằng cách sử dụng cơ thể của người khác để tăng tốc độ hồi phục. Vì vậy, ngoài việc là trên cơ thể của Toya sẽ có rất nhiều vết sẹo ra thì cậu cũng sẽ không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh từ ngọn lửa của mình như ngày xưa nữa. Mà khi Toya vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì kẻ từ bên trong chiếc màn hình dường như là không ai khác ngoài All for One giải thích thêm cho cậu về cơ thể của cậu sau sự cố hôm ấy. Hắn cũng nói rằng muốn chiêu mộ cậu ở thời điểm sức mạnh của cậu nở rộ nhất nhưng cậu đã thất bại. Nghe những lời này, Toya nhớ lại những gì mà Enervo đã nói và trở nên tuyệt vọng. Tuy nhiên, giọng nói bí ẩn nói rằng họ có thể phục hồi cơ thể của cậu về trạng thái cũ nếu cậu ở đó với họ một thời gian và trở thành một phần của gia đình này. Dù tuyệt vọng là thế, Toya vẫn bảo giọng nói ấy im đi và nói rằng cậu không muốn ai dạy đời mình ngoài người bố kia cả. Quay trở lại thời điểm hiện tại, Garaki nói rằng đã quá muộn để thuyết phục cậu ta. Thậm chí cả người đàn ông có thể kiểm soát tất cả mọi thứ như All for One cũng không thể dẹp bỏ những tác động mà Endeavor đã gây ra lên đầu Toya. Tại cơ sở đó, họ đang giữ một vài đứa trẻ để thay thế trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với Shigaraki và Dabi lẽ ra là một trong số chúng, nhưng cậu đã đốt cháy cơ sở và bỏ chạy khỏi đó. Anh cảnh sát khỉ đột bắt đầu bối rối bởi theo như tên bác sĩ đã từng nói thì mọi chuyện xảy ra đều là kế hoạch của All for One. Nhưng Garaki nói rằng họ nên cẩn thận vì Toya đã sống sót theo một cách nào đó ngoài tầm hiểu biết của họ. Vì cơ thể cậu ở tình trạng đó đáng ra thậm chí không thể tồn tại được trong vòng một tháng. Hắn cũng nói rằng bản thân đã rất ngạc nhiên khi Ziran đã đưa Dabi đến với liên minh tội phạm và khi Dabi đi lấy con Nomu cao cấp và cả hai chỉ có một mình. Dabi nói rằng hắn biết chính xác tên bác sĩ đã cứu hắn khỏi cái chết. Tên bác sĩ thì rất vui vì hắn ta đã nhận ra điều này và hỏi làm thế nào mà hắn có thể sống sót. Nhưng Dabi lại phớt lờ và nói rằng bằng cách nhìn vào tên Nomu kia, hắn cuối cùng cũng đã hiểu họ định làm gì với mình
nếu như hắn đồng ý ở lại đó cùng với những đứa trẻ khác. Khi nhìn thấy cơ thể của Darby, vài bác sĩ đã nhận ra rằng cơ thể của Darby đã vượt qua được rào cản của sự sống và cái chết chỉ bằng cách duy trì sự sụp sôi của ngọn lửa hận thù và phẫn uất của mình. Quay trở lại với cuộc chiến hiện tại, Toya, này là Darby, nói rằng khi đó hắn thực sự đã trở về nhà. Vì cơ thể đã trở nên yếu hơn, hắn đã từ bỏ việc đáp ứng được kỳ vọng của Endeavor, nhưng hắn vẫn hy vọng rằng hoàn cảnh gia đình đã thay đổi sau 3 năm khi mà hắn nằm hôn mê. Nhưng khi đến nhà, hắn nhìn thấy bàn thờ của mình và cuộc huấn luyện trong địa ngục mà Soto đang phải chịu đựng từ Endeavor. Hắn nhận ra lý do tại sao mà hắn được sinh ra trên đời này, rằng hắn thực sự là một sản phẩm lỗi và toàn bộ sự tồn tại của hắn đã bị bỏ lại ở trong quá khứ. Darby nói rằng khi vượt qua giới hạn của cơ thể hắn bắt đầu bị biến dạng. Hắn không muốn gặp lại Endeavor với cơ thể yếu ớt như vậy, vì vậy hắn không ngừng rèn luyện ngọn lửa của mình và mặc dù da có bị bỏng, hắn vẫn không cảm thấy đau đớn do những ca phẫu thuật đã được thực hiện lên trên người. Càng xem những chiến công của Endeavor trên TV, lòng căm thù của hắn càng tăng lên và càng khiến hắn có cảm hứng với các kỹ năng của mình. Ngày hôm đó, đứng trước bàn thờ của chính mình, Toya cầu nguyện và hắn nói rằng vào thời điểm đó, Toya đã chết và đó cũng là lúc mà Darby được sinh ra. Ở phía cảnh sát, tên bác sĩ nói rằng lửa là nguồn năng lượng mang lại sự sống cho mọi vật và cho phép nhiều thứ khác hoạt động. Tuy nhiên, ngọn lửa của Darby chỉ tồn tại để mang đến cái chết và điều này không tương thích với All For One, kẻ luôn khao khát được sống mãi mãi, được trở nên bất tử. Tiếp đó là hình ảnh của Darby làm tan chảy đỉnh của bức tượng All Might, trong khi Garaki nói đó là ngọn lửa chết chóc đầy ám ảnh mà vua quỷ cũng phải từ bỏ. Cả hai anh em nhà Todoroki chuẩn bị sử dụng Flash Fire Fist cùng một lúc. Darby nói rằng hắn sẽ phá hủy mọi thứ quan trọng đối với Endeavor và đây sẽ là bằng chứng cho thấy hắn còn sống. Nhưng Soto nói rằng cậu sẽ không để cho người anh trai ngu ngốc làm theo ý mình. Và chương thứ 350 này kết thúc tại đây. Các bạn thấy chương này thế nào? Chương 350 này của chúng ta đem đến cho toàn bộ mọi người quá khứ của Darby và lý do tại sao mà hắn lại có cơ thể như vậy. Thật may mắn vì hắn đã có thể sống sót sau thảm kịch. Nhưng nghĩ đến việc Darby có thể hoàn lương trở lại thì mình nghĩ còn khó hơn cả lên trời. Vẫn chưa biết kết quả của trận chiến này sẽ ra sao, nhưng mình chắc chắn một điều là nó không thể là một trận chiến an toàn cho phía các anh hùng. Khi đối thủ từ bên phía tội phạm đã sẵn sàng từ bỏ cả sinh mạng để đem đến ngọn lửa hủy diệt. Về diễn biến của chương sau thì mình nghĩ rằng rất có thể sẽ là về Spinner hoặc một cuộc chiến khốc liệt từ một chiến trường khác. Mọi người cũng hãy để lại ý kiến về nội dung của chương sau ở phía dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, mình thật sự nóng lòng khi muốn biết điều gì sẽ xảy ra ở chương tiếp theo. Và vừa rồi là những nội dung mới nhất có trong series My Hero Academia mà chúng mình muốn đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho My Academia Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Mà cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!